Dương Lệ Bình có đoàn múa của riêng mình, thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn khắp trong và ngoài Trung Quốc. Nữ nghệ sĩ góp phần phát triển văn hóa múa truyền thống của Trung Quốc, tạo ra nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng, vì vậy có địa vị cao, được nhiều đồng nghiệp và công chúng ngưỡng mộ. Không chỉ nổi tiếng là nghệ sĩ múa nổi tiếng nhất Trung Quốc, nàng Mai Siêu Phong còn là doanh nhân máu mặt. Dương Lệ Bình nắm giữ vị trí chủ tịch công ty truyền thông văn hóa Vân Nam, còn nắm giữ 56,96% cổ phiếu, tương đương 55 triệu USD. Theo Breaker, cộng với nguồn thu từ các xe quảng cáo, biểu diễn, Dương Lệ Bình có trong tay không dưới 150 triệu USD. Chính vì sự giàu có ấy nên bà từng tự tin chia sẻ, tôi có múa hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập, tiền chưa bao giờ là điều khiến tôi chăn trở. Nổi tiếng và giàu có, không tiếc là múa còn khiến người ta ngưỡng mộ với thân hình nhỏ nhắn, nuột nà như cô gái đôi mươi ở tuổi 63. Bí quyết giữ gìn sắc vóc của Dương Lệ Bình chính là tránh xa các loại thực phẩm chứa đường bột. Hơn 20 năm qua, nữ nghệ sĩ không ăn một hạt cơm nào. Dương Lệ Bình tiết lộ, cô tập múa mỗi ngày và đảm bảo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ gìn hình thể. Nhờ duy trì những thói quen tốt mà Dương Lệ Bình giữ được cân nặng không bao giờ vượt quá 46kg trong suốt nhiều năm. Tuy nhiên, đây cũng là lý do khiến Dương Lệ Bình rất khó mang thai. Bác sĩ từng khuyên bà thay đổi chế độ ăn uống để tăng cân nhưng bà từ chối. Giữa múa và sinh con, Dương Lệ Bình sẵn sàng chọn sự nghiệp. Có lẽ vì vậy mà sau khi ly hôn người chồng thứ hai, nữ nghệ sĩ đã từ bỏ hoàn toàn ý định kết hôn, tập trung 100% thời gian, sức lực cho nghiệp múa. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Dương Lệ Bình thường xuyên đội mũ. Mặc dù kiểu dáng của chiếc mũ thay đổi từ đơn giản đến lộng lẫy, nhưng Dương Lệ Bình rất hiếm khi cởi mũ ra. Cô đã đội mũ trong suốt 10 năm trời. Nếu thỉnh thoảng cô buộc phải tháo mũ ra, thì trán và khóe mắt của nữ nghệ sĩ sẽ được che bởi những vật trang trí hoa lệ. Trong một lần, Dương Lệ Bình cởi mũ ra, fan hâm mộ đã hiểu lý do. Trên gương mặt xinh đẹp của Dương Lệ Bình đã xuất hiện nếp nhăn rõ rệt ở khóe mắt, trên trán của cô còn có những đường gân xanh nổi lên. Những dấu ấn đó đều do công việc nhảy múa hàng ngày để lại. Cô thẳng thắn chia sẻ, việc luyện tập khiêu vũ lâu năm đòi hỏi rất nhiều thể lực. Theo thời gian, trên trán sẽ nổi rõ gân xanh, trông rất đáng sợ. Chính vì vậy, một người cầu toàn như Dương Lệ Bình không muốn khán giả thấy những khía cạnh xấu xí đó của mình. Do không có con cái, Dương Lệ Bình dự kiến hiến căn biệt thự của mình cho người dân thuộc dân tộc Bạch ở Vân Nam. Tài sản của cô cũng được dùng để giúp đỡ nghệ sĩ múa trẻ. Trong showbiz hoa ngữ, cũng có một sao nữ không sinh con, nhịn ăn cơm tối trong 20 năm giống Dương Lệ Bình để duy trì sắc vóc tươi trẻ, nhưng lại gặp cái kết đắng. Đó chính là Triệu Đào, chuyên nhân của Cùng Lợi. Từ khi mới ra mắt, Triệu Đào luôn tỏ ra kín tiếng không phô trương. Điều này khiến cho khán giả từng nhầm tưởng cô là một diễn viên không tên tuổi. Tuy nhiên trên thực tế, Triệu Đào đã giành được rất nhiều giải ảnh hậu truyền hình trong nước và cả quốc tế. Ngay đến minh tinh Cùng Lợi cũng phải nể phục cô vài phần. Triệu Đào tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh chuyên ngành múa dân tộc với thành tích xuất sắc. Trong thời gian đi học, cô đã tham gia rất nhiều cuộc thi múa và đạt được nhiều giải thưởng. Thời điểm đó, cô còn được mệnh danh là ngôi sao tương lai của múa dân gian Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành giáo viên đại học, rồi sau đó từ bỏ nghề giáo và bước vào làng giải trí với vai trò diễn viên. Nhìn một cách toàn diện, thành quả của cô ngày hôm nay không thể tách rời sự ủng hộ của chồng. Chồng của Triệu Đào là một đạo diễn nổi tiếng được nhiều người biết đến, giả Trương Kha. Ông là một trong 6 vị đạo diễn nổi tiếng nhất làng giải trí hoa ngữ, có thể sánh ngang tên tuổi với Trương Nghệ Nhu hay Phùng Tiểu Cương. Giả Trương Kha và Triệu Đào hợp tác với nhau trong khá nhiều dự án, từ tình bạn trở thành tình yêu, rồi sau đó đi tới hôn nhân một cách thuận lợi. Kể từ khi kết hôn, cô lựa chọn rút lui, tuyệt giao với những tin đồn của làng giải trí. Có thể thấy, địa vị của cô trong trái tim của Giả Trương Kha vẫn rất cao. Nhưng có một điều đáng tiếc giữa họ là từ khi kết hôn cho tới bây giờ vẫn chưa có con. Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Đào từng tiết lộ, ngoài việc không sinh con, cô còn lựa chọn chế độ dinh dưỡng hà khắc như không ăn cơm trong suốt 20 năm để có thể giữ mãi tuổi thanh xuân. Thông thường, những quyết định như thế này sẽ bị các ông chồng phản đối, nhưng Giả Trương Kha vẫn chấp nhận điều này, có thể thấy ông thực sự yêu vợ. Tuy nhiên, việc Triệu Đào giữ nhan sắc với chế độ dinh dưỡng hà khắc như vậy lại trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả cho rằng cô chẳng những không xinh đẹp và trẻ trung hơn mà còn già trước tuổi. Từng có bình luận ác ý cho rằng Triệu Đào 42 tuổi mà trông như 62. Có thể nói, nếu như lựa chọn nghề nghiệp của Triệu Đào là chính xác, thì có vẻ như lựa chọn về cách giữ nhan sắc của cô lại là một sai lầm lớn.